Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm bếp điện từ đặt âm trên bàn ăn, hay còn gọi là bếp lẩu, một sản phẩm chất lượng cao cấp, hàng nội địa Trung Quốc. Sản phẩm tiện lợi thiết kế cho các cái nhà hàng bán lẩu, cho các cái bàn ăn trong gia đình cực kỳ tiện lợi. Bếp thiết kế đặt âm trên bàn ăn bằng đá, điều khiển rồi có thể di chuyển cất giữ bên cạnh bàn hoặc dưới gầm bàn, cực kỳ là tiện lợi trong quá trình sử dụng và điều chỉnh chức năng, không phải ngoài người mà chỉ cần đưa bộ điều khiển lên để sử dụng. Mặt kính ceramic điện áp 220, công suất 2000W, cực kỳ tiện lợi, đun sôi nhanh chóng, điều chỉnh nhiệt độ và thời gian theo nhu cầu.